là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh được Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép đào tạo 26 ngành nghề, trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Trong thời gian qua, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang luôn chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu của xã hội. Nhờ đó đã có nhiều bước chuyển biến rõ rệt trong công tác đào tạo nghề. Số học sinh sinh viên theo học tại trường ngày càng đông, tỷ lệ học viên có việc làm ngay sau đào tạo ngày càng tăng. Một buổi nhập học hệ trung cấp của Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang năm học 2019. Trong đợt này có 500 em học sinh được gọi nhập học, chủ yếu là các em mới tốt nghiệp trung học cơ sở. Em Nguyễn Văn Cường được anh trai đưa đến Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang để nhập học. Ngành nghề Cường chọn để theo học là nghề hàn. Trong quá trình học nghề tại trường, Cường sẽ được học nghề kết hợp học văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên. Đến trường nhập học, hai anh em đã được tư vấn làm thủ tục, được khám sức khỏe, đo quần áo bảo hộ để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Em lựa chọn trường cao đẳng nghề, ở đây vừa học vừa làm. Khi hết cấp 3 em có thể có bằng nghề, mới là bằng phổ thông. Em đăng ký nghề hàn, khi ra trường em có thể là làm để kiếm sống. Năm nay chúng tôi là đợt này là nhập học các đối tượng học sinh trung học cơ sở học trình độ trung cấp theo và vừa kết hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên là để các em vừa học nghề vừa học văn hóa trình theo cái chương trình giáo dục thường xuyên của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh. Chúng tôi đã tổ chức triển khai cái kế hoạch đón tiếp học sinh từ cái khâu đón tiếp, tức là lực lượng thanh niên xung kích chỉ dẫn hướng dẫn phụ huynh và học sinh để mà các làm vào trường và là các cái vị để cất giữ các cái phương tiện cá nhân, và kết hợp với cái ban quản lý ký túc xá là chúng tôi bố trí chỗ ăn, chỗ ở, rồi là các cái điều kiện phục vụ khác, đặc biệt là cái khâu làm thủ tục là bố trí các cái bàn để mà các em làm thế nào làm được cái thủ tục sớm nhất và thuận tiện nhất. Để làm tốt công tác tuyển sinh, ngay từ đầu năm, nhà trường đã đăng tải các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website và fanpage của nhà trường. Tăng cường đi tư vấn tuyển sinh theo chương trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội của các huyện, thành phố. Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện tư vấn tuyển sinh tại các trường trung học phổ thông. Giới thiệu các ngành nghề, trình độ đào tạo, phương thức tuyển sinh, thời gian nhập học, thông tin về chế độ chính sách, chế độ ưu đãi, quyền lợi của người học khi tham gia học tập tại trường, cơ hội việc làm của người học sau khi tốt nghiệp. Em chọn trường cao đẳng nghề để sau ngày ra trường có một công việc ổn định. Tôi cho cháu vào học trường nghề mới mong muốn. Sau khi cháu ra trường, cháu được thứ nhất là thời gian học mất quá 2 năm. Cháu được một cái bằng trung học phổ thông là bằng bổ túc và một cái bằng nghề để cho cháu có thể sau này có thể trang tự kiếm sống được. Sau một tháng học lý thuyết tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang, chị Trần Thị Mơ, xã Lăng Quán, huyện Yên Sơn, cùng với 70 học viên của lớp mộc dân dụng được thực hành tại công ty cổ phần Woodland Tuyên Quang. Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được học tập tham gia làm việc theo dây chuyền sản xuất của nhà máy, như những người công nhân thực thụ của nhà máy, cũng như thực hiện các quy định của công ty về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, để sau khi tốt nghiệp khóa học, học viên có thể đủ điều kiện để tham gia làm việc tại nhà máy. Chúng tôi cũng được đi học, được các thầy dạy chỉ cho, xuống đây cũng được các chị công nhân cũ hướng dẫn cho cách làm, cũng được các thầy đi theo sát dạy. Qua thời gian đào tạo thì chúng tôi cũng có kiến thức những công việc chuẩn bị sắp tới cho nhà máy. Để đáp ứng được nhu cầu lao động của các đơn vị doanh nghiệp, trong những năm qua, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang đã thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp gỗ, doanh nghiệp may mặc, cơ khí trong và ngoài tỉnh để tìm hiểu, phối hợp, đưa ra mô hình tuyển sinh, đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp. Sự phối hợp này, một mặt chất lượng đào tạo của nhà trường được nâng lên do doanh nghiệp đã tham gia hỗ trợ quá trình đào tạo, tạo điều kiện cho học sinh có môi trường thực hành tốt nhất. Mặt khác, các doanh nghiệp sẽ được cung cấp đội ngũ lao động có tay nghề,
phục vụ hiệu quả nhu cầu công việc. Theo thống kê của nhà trường, 100% học sinh tốt nghiệp có việc làm ngay với các nghề được đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Trường nghề và nhà máy công ty cổ phần công nghiệp Vinh Quang là hai đơn vị phối hợp với nhau để mà đào tạo cái nguồn lực lao động để cung cấp cho nhà máy trong giai đoạn mà phát triển của nhà máy mở rộng phát triển tại Yên Sơn. Thì trong thời gian thực tập ở đây thì chúng tôi cũng đã tổ chức để cho các em nắm được các cái dòng sản phẩm mình đang làm, định hình được dòng sản phẩm. Đó để em còn nắm bắt được về chất lượng sản phẩm để đưa ra để cho mình có cái sự hiểu biết để công việc nó thuận lợi trong quá trình gia công. Thì trong quá trình thực tập ở đây thì các em cũng nắm bắt tương đối tốt và ý thức chấp hành cái nội quy lao động của nhà máy cũng như tốt. Hy vọng trong cái khóa đào tạo này ấy, thì sau khi tốt nghiệp thì các em cũng sẽ được sắp xếp các vị trí thuận lợi của nhà máy. Cái nguồn nhân lực ở đây ấy, thì nhà máy cũng có cái lợi thế rất là lớn, thì là các em cũng đã được đào tạo sơ bộ để bước đầu để có cái hành trang để đưa vào nhà máy làm việc. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tăng cường công tác tư vấn giới thiệu việc làm, đưa học sinh sinh viên tham gia các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh tổ chức. Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tổ chức các hoạt động gắn kết để doanh nghiệp, thành viên hiệp hội phối hợp trong đào tạo và tuyển dụng lao động. Việc dạy nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, chất lượng lao động. Nhà trường đã dùng phương pháp là giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Là dạy lý thuyết xong thì các em ấy là chúng thực hành luôn và được chỉ dẫn luôn trên các mô hình đã được nhà trường mua về. Và các em và ngoài ra thì được các em cho các em đó đi thực tập luôn tại những cái xe mà nhà trường đang sử dụng phát giảng dạy. Đi trên ô tô thật luôn. Còn ngoài ra thời gian rỗi thì có thể cho các em đi là học tập tại gara ô tô để ở tại những gara tỉnh ta có như Minh Kỳ và gara Hyundai thì Mitsubishi kia đang làm là cho các em ra học thực tập luôn để các em nắm lý thuyết và thực hành luôn. Để phục vụ cho các cái dự án trọng điểm của chúng tôi là các khách sạn, resort, năm sao ở khắp các cái tỉnh thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn và Phú Quốc. Với cái nhu cầu tuyển dụng hiện tại thì chúng tôi hàng năm có nhu cầu tuyển dụng từ 300 đến 500 các cán bộ kỹ thuật trường cao đẳng nghề Thiên Quang. Thì chúng tôi hy vọng là sẽ tuyển được số lượng nhiều nhất các em sinh viên ở các cái ngành điện lạnh và một số các ngành khác. Nhà trường luôn coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, sử dụng các phòng học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và coi người học là trung tâm để đào tạo sát với thực tế. Đồng thời tăng cường phối hợp với các trường học, đơn vị tổ chức hoạt động tư vấn, định hướng nghề nhằm thực hiện hiệu quả sự chỉ đạo của tỉnh trong thực hiện phân luồng và định hướng nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, tiếp tục sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư, tăng cường phát triển các nghề trọng điểm, phấn đấu có nhiều ngành nghề đạt cấp độ ASEAN. Từ đó đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt hiện nay, nhà trường đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng khu nhà ký túc xá 4 tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách. Khi học ở đây, chúng em sẽ được học nghề. Ngoài học nghề, chúng em sẽ được học văn hóa. Đấy. Thế là khi ra học sau 3 năm, thì chúng em ra trường thì em sẽ được hai bằng, bằng văn hóa và bằng nghề. Thì những thứ đó sẽ cung cấp em sau này khi ra trường sẽ được một cái nghề ổn định để nuôi sống gia đình. Thì ở đây nhà trường cung cấp cho em ở ký túc xá và ăn uống ở căng tin, cho nên rất là bọn em rất yên tâm để học hành, chú trọng vào công việc học của chúng em. Năm học 2019-2020, cấp ủy ban giám hiệu nhà trường căn cứ cái nhu cầu của xã hội về đào tạo nghề trình độ cao đẳng và trung cấp, nhà trường đã thực hiện mở rộng cái ngành nghề đào tạo và đồng thời với đó thì là cái quy mô đào tạo của nhà trường. Hiện tại bây giờ thì nhà trường có 12 ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp, tập trung vào các cái khối ngành kỹ thuật mà xã hội cần, ví dụ như là nghề điện công nghiệp, công nghệ ô tô và khối nghề kỹ thuật cơ khí, vận hành máy thông nền, vân vân. Thì nhà trường ngay từ đầu năm tổ chức cho các cái chuyên viên tư vấn tuyển sinh đến với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để thông tin về cái ngành nghề đào tạo và đặc biệt là với cái cơ hội việc làm của người học sau khi mà tốt nghiệp. Hiện nay trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang đang thực hiện hơn 20 chương trình đào tạo,
trong đó có 6 nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 6 nghề đào tạo trình độ trung cấp và 15 nghề đào tạo trình độ sơ cấp như hàn, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, cắt gọt kim loại, kế toán doanh nghiệp, vận hành máy thi công nền, sửa chữa xe máy, lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, E với quy mô đào tạo trên 2.000 học viên mỗi năm. Nhằm góp phần nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực trong tỉnh, cung cấp cho các cái đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thì trong thời gian gần đây, thì trường đã đưa ra các cái giải pháp, đề ra các cái giải pháp, các cái biện pháp để nhằm nâng cao cái chất lượng đào tạo nghề, đặc biệt là các cái nghề trọng điểm, ví dụ như là nghề cao đẳng công nghệ ô tô hay là nghề điện công nghiệp, thì chúng tôi xác định là sẽ đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là phối hợp với các cái doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là những cái doanh nghiệp mà hiện nay có cái uy tín, tức là có cái điều kiện để có thể là đáp ứng được cái yêu cầu của con em nông thôn về mức lương hoặc là có thể là cái điều kiện lao động, để chúng tôi tập trung tư vấn rồi tuyên truyền để cho các em học sinh nắm được và định hướng trong cái quá trình học, để sau khi tốt nghiệp thì các em có cái lựa chọn đối với các cái đơn vị doanh nghiệp để các em tham gia lao động ở tại các đơn vị đó. Mục tiêu đến năm 2020 thì nhà trường sẽ có phấn đấu được hai cái nghề trọng điểm, đạt nghề công nghệ ô tô là đạt cái chuẩn quốc gia và nghề điện công nghiệp thì đạt chuẩn quốc tế. Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn cũng như về phẩm chất đạo đức, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, áp dụng có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường kỹ năng thực hành và không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động dạy và học. Phấn đấu xây dựng trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ tỉnh trở thành ngôi trường trọng điểm về đào tạo công nhân kỹ thuật có trình độ cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.